Từ đầu năm đến nay, tỉnh Lào Cai có 205 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tương đương với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết tháng 6, toàn tỉnh có hơn 7.000 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký đạt trên 93.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong số này, chỉ có 3.527 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm 50,2%, và cũng chỉ có 50% số doanh nghiệp đang hoạt động này thực hiện nghĩa vụ thuế cho ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, do gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nên từ đầu năm đến nay đã có 434 doanh nghiệp giải thẻ hoặc tạm dừng hoạt động, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh Lào Cai đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, cơ cấu lại sản xuất, thực hiện tốt công tác quy hoạch nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.